Xin kính chào quý khán giả của đài VNTV. Chúng tôi Hồ Văn Xuân Nhi là Partnership Coordinator phụ trách về chương trình giao tế với cộng đồng của Cục Thống kê Dân số. Buổi hôm nay chúng tôi có dịp để được lên đây thư chuyện cùng với đồng bào, cùng với anh Anthony Nguyễn là giám đốc địa hạt của văn phòng dân biểu Scott Peters. Và buổi trưa hôm nay tôi muốn nói chuyện với đồng bào về những vấn đề tại sao chúng ta phải tham gia vào công cuộc thống kê dân số, tức census 2020, lý do nào và nó ảnh hưởng như thế nào trong vấn đề mà phân phối lại các địa hạt. Vì thống kê dân số thì hầu hết mọi người đều biết nó nằm trong hai mục tiêu. Thứ nhất là để phân phối các địa hạt, các dân biểu liên bang toàn quốc. Hoa Kỳ 435 ghế dân biểu sẽ được phân chia lại dựa trên kết quả của cuộc thống kê dân số, và đồng thời sau đó mục tiêu lớn thứ nhì đó là phân phối tiền của chính phủ liên bang để tài trợ trả về cho các cộng đồng hàng năm lên tới 675 tỷ đô la dựa trên những cái kết quả thống kê dân số, nghĩa là những cái địa phương nào số dân bao nhiêu thì sẽ được dựa trên đó mà chính phủ tài trợ vào các chương trình xã hội, y tế, các chương trình của cộng đồng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề mà phân phối địa hạt, thì đây là một cái điều rất quan trọng, vì 10 năm sau khi kết quả thống kê dân số thì cũng là thời gian mà chính phủ Hoa Kỳ từ cấp liên bang cho tới cấp tiểu bang và thậm chí xuống cả những cái cấp địa phương ở county, họ sẽ vẽ lại ranh giới của các địa hạt, của các vị dân cử, từ dân biểu liên bang cho đến dân biểu nghị sĩ cấp tiểu bang và đồng thời ở cấp thành phố hoặc cấp county. Đây có một cái ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam mà chúng tôi ngày hôm nay muốn chia sẻ và muốn thảo luận về vấn đề đó, là những cái sự phân phối và vẽ lời các ranh giới của các địa hạt đó, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng của chúng ta, và cái quyền lực của cộng đồng nó sẽ được bày tỏ như thế nào nếu chúng ta tham gia vào công cuộc thống kê dân số và đấu tranh để có những cái địa hạt mà nó có lợi cho cộng đồng của chúng ta. Anthony, thứ nhất thì Anthony có thể cùng chia sẻ với khán giả là cái vấn đề địa hạt, chia địa hạt đó nó như thế nào, đặc biệt là tại tiểu bang California và riêng vùng San Diego County của chúng ta hiện nay là có bao nhiêu ghế dân biểu, và nếu mà phân phối lại thì có hy vọng thêm ghế dân biểu hay là sẽ mất đi một cái địa hạt nào, và hiện giờ chẳng hạn như trong cái San Diego County của chúng ta có những cái địa hạt nào mà nó concentrate, nó có đa số những người cư dân Việt Nam trong đó, mà chúng ta nên có một cuộc thống kê dân số để bày tỏ cho thấy là cái số dân người Việt Nam chúng ta trong cái những khu vực đó đông, và để chúng ta có một cái cơ hội tranh đấu để khi mà họ vẽ lại địa hạt nó sẽ tập trung người dân Việt Nam của chúng ta vào trong những khu vực đó, và tại sao chúng ta phải làm như vậy? Yeah, thì cảm ơn anh. Thì xin kính chào quý vị. Anthony rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay để mà nói về cái chuyện thống kê này rất là quan trọng. Thì theo anh nói là trong tiểu bang Cali đó, hiện tại bây giờ thì mình có 53 dân biểu liên bang, tổng cộng trong đất Mỹ đó thì là 435. Anthony cũng nghe nói là tại vì cái kinh tế của Cali với lại cái cuộc sống ở đây đó thì cái tiền thuế thì nó hơi cao, cho nên trong 10 năm qua đó thì mình có sẽ thấy là đa số người nó dọn qua bên tiểu bang khác, thí dụ là Nevada hoặc là Arizona. Thì Anthony nghĩ là khi mà họ đếm cái số người của lần 2020 này đó thì mình có thể thiếu người, tại vì mấy người đó đã dọn qua. Thì một ông dân liên biểu hoặc là một bà dân biểu đó, liên bang đó, thì họ đại diện cho khoảng 750.000 người. Thì nếu cái số đó nó mắc trong tiểu bang Cali á, thì mình sẽ biết là mình sẽ mắc một cái nó gọi là một cái ghế hoặc là cái tiếng nói trong liên bang của tiểu bang Cali. Thì Anthony nghĩ là những cái gì mà Anthony đã đọc qua đó thì mình có thể mắc một seat hoặc là một người dân biểu liên bang trong tiểu bang Cali, thì thà hồi bây giờ mình có 53 đó thì cái số đó nó sẽ thành là 52. Cái này rất là quan trọng tại vì mình phải đếm cho đúng. Tại vì cái tiền của liên bang đó nó sẽ trở lại cái tiểu bang Cali, mà nếu mà mình không có đếm đúng đó, nếu thí dụ là mình nó gọi là undercount đi, không có đếm đủ đó, thì cái đó mình sẽ thiếu tiền ở đây trong County San Diego. Thì mình muốn đếm cho nó accurate để mà mình lấy được cái số để mà cái tiền federal dollars nó có thể trở về cho nó đúng. Thì như anh Anthony nói thì California chúng ta hiện có 53 ghế dân biểu liên bang. Kết quả thống kê dân số của 10 năm trước 2010 mà chúng tôi cũng có dịp làm việc đó, nó đã bị thất hụt cho California đến nỗi mà từ 54 ghế lúc đó còn xuống có 53 ghế, trong khi một cái tiểu bang khác, ví dụ như Texas, họ lại được tăng thêm 2 ghế. Và tại sao cái số ghế mà dân biểu tại mỗi tiểu bang nó quan trọng? Vì đó là quyền lực. Thứ nhất là chúng ta biết bầu cử tổng thống, cái electoral vote, tức là cái số ghế dân biểu liên bang, phải không Anthony? Thì nó ảnh hưởng cho cái tiểu bang nào càng có nhiều cái electoral vote đó, nhiều cái cử tri đoàn đó, thì cái quyền lực của tiểu bang đó nó mạnh hơn. Và đồng thời cái số ghế các vị dân biểu, mặc dầu là Cộng hòa hay Dân chủ tiểu bang đó, nhưng mà khi họ tại Quốc hội, họ sẽ tranh đấu quyền lợi cho tiểu bang đó. Khi mà đi đến trong vấn đề mà phê chuẩn các ngân sách thì họ sẽ tìm cách mang tiền về cho tiểu bang California nhiều. Thì hiện giờ California, tiểu bang California rất là quan tâm trong vấn đề này, và họ đã bỏ ra gần 100 triệu đô la để mà thành lập một cái chương trình gọi là Complete Count Committee cho tiểu bang California. Tức là họ có song song với Cục Thống kê Dân số liên bang có làm một cái chương trình thống kê dân số 10 năm như vậy, thì riêng California họ có những cái nỗ lực để mà đi sâu vào các cộng đồng, vào các địa phương để cố gắng cho người dân hưởng ứng cái chương trình thống kê dân số. Vì họ muốn cái mặc dầu là biết là có thể là năm nay sẽ mất đi một ghế, là tại vì cái số dân California nó cũng bắt đầu di chuyển đi ra khỏi tiểu bang này, nhưng mà mất một ghế có khi nếu mà đếm không đủ còn mất cả 2 ghế nữa. Thành ra nó rất là quan trọng. Và đồng thời tiểu bang California đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, và đồng thời những cái gọi là doanh nhân đại gia của California họ cũng donate tiền vào những cái chương trình này, mướn nhân viên riêng của tiểu bang. Cái nỗ lực của họ làm cũng rất là lớn cho tiểu bang California, thành ra cái tầm mức đó rất là quan trọng. Trở lại với cái cộng đồng Việt Nam của mình thì theo Anthony nghĩ tại San Diego này, cái số dân cử tri, số dân người gốc Việt của chúng ta nó đông nhiều không? Có nghĩa là đang bị undercount không? Và nếu mà mình có một cái nỗ lực mà cho mọi người có thể tham gia vấn đề thống kê dân số, thì cái lợi thế về chính trị hay là về kinh tế của người Việt tại San Diego này nó có thể được gia tăng như thế nào? Thì Anthony cũng nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam của mình ở San Diego đó, thì Anthony thấy trong mấy năm qua đó thì nó thêm người, thêm người với lại thêm những người mà bây giờ là biết nói tiếng Anh. Và nếu không biết nói tiếng Anh đó, thì bây giờ những cái người mà có thể thông dịch nhiều đó thì nó rất là nhiều. Thì Anthony cũng hy vọng là khác xưa với năm 2010 đó, thì năm 2020 sẽ có nhiều người ở đây hiểu được cái này. Cho nên cái hy vọng đó là họ sẽ làm cái survey đó để cho mình có thể đếm và count. Tại vì Anthony cũng nghĩ là bây giờ là mình đã biết nhiều hơn 10 năm vừa rồi, thì hy vọng là như vậy. Trong county của San Diego đó, hiện tại bây giờ là mình có khoảng 5 người dân biểu đại diện cho San Diego County. Nếu mất đi một số đó thì có thể cái đó giảm xuống là 4 người. Tùy theo, tại vì bây giờ ở trong cái county San Diego đó là người Việt Nam của mình nó ở tùm lum hết, Linda Vista, Mira Mesa, Kearney Mesa. Thì hy vọng trong cái địa hạt đó sẽ được đại diện nhiều người Á Châu của mình, mà Vietnamese cũng là hopefully là thêm. Cái địa hạt mà ông dân biểu Scott Peters của Anthony đang làm việc cho đó là nó bao gồm những khu nào? Dạ thì địa hạt của ông đại diện cho địa hạt 52. Thì cái đó nó từ ở dưới Point Loma, Coronado, nó lên mấy cái bãi biển thì là Hoya, Mission Beach, Ocean Beach, là nó qua bên Tierra Santa, là lên Poway, với Rancho Bernardo, thì nó cũng rất là dài. Thì trong đó người Việt Nam của mình, cái cộng đồng đó là nó ở trong cái thành phố, đa số đó là thành phố Mira Mesa, Kearney Mesa, khu này cũng có. Thì hai cái chỗ đó. Một trong những cái vấn đề quan trọng cái khi mà đếm, và nếu riêng cộng đồng Việt Nam chúng ta có một cái con số mà nó chính xác hơn trong vấn đề khi mà cái cuộc thống kê dân số này, đó là cái quyền lực của cộng đồng, cái lá phiếu. Quý vị phải hiểu là các vị dân biểu, các nghị sĩ hay là các chính trị gia đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, họ sẽ quan tâm hơn cộng đồng chúng ta và họ sẽ lắng nghe cộng đồng chúng ta nếu họ biết rõ cái con số của người dân. Ngoài những cái số phiếu cử tri, nhưng mà họ cũng biết là cái số dân người Việt Nam chúng ta ở đó. Thứ nhất là để phục vụ cho cộng đồng, cho đồng bào của chúng ta. Nếu mà họ biết trong cái đơn vị của họ có những cái khó khá nhiều người dân Việt Nam như vậy, thì họ có thể có những người nhân viên Việt Nam. Ví dụ như anh Anthony đây làm District Director, là một cái chức vụ cũng khá quan trọng, khá lớn trong cái văn phòng của dân biểu, như một vị dân biểu liên bang như vậy. Thì nhiều khi họ cũng đánh giá được là cái đơn vị của họ có nhiều cử tri Việt Nam, và họ cũng muốn có một người không những là có thể làm việc với cộng đồng người Mỹ mà có khả năng tiếng Việt để làm việc với cộng đồng Việt Nam nhiều hơn. Vì họ rất cần những cái con số của người Việt Nam. Thì dù sao số dân Việt Nam cũng dần dần sẽ trở thành những người quốc tịch Mỹ chính thống, rồi có quyền trở thành những người cử tri. Đó là những cái điều lợi. Và đồng thời thứ hai nữa, trong vấn đề thống kê dân số về mặt kinh tế, chúng tôi cũng muốn nêu lên đó là khi mà trong bản báo cáo cho biết rõ những khu vực, những cái thành phố, những cái khu xóm nào người Việt Nam đông, thì những cái công ty Hoa Kỳ họ sẽ đầu tư đó. Tôi nói thí dụ như là McDonald's, họ muốn mở một cái tiệm hamburger trong một cái khu đó. Trước khi họ làm điều đó, họ sẽ có một cái cuộc thăm dò, nghiên cứu về vấn đề kinh tế trong khu vực đó. Và nếu họ thấy trong khu đó có rất nhiều người Việt Nam sống, thì có thể họ mướn nhân viên Việt Nam, cũng như các công ty. Nếu mà họ thấy thành phố San Diego có đông dân Việt Nam hơn, họ sẽ bỏ tiền quảng cáo vào cái thành phố này, nhắm vào cái ngôn ngữ người Việt Nam để phục vụ cho người Việt Nam. Thành ra rất là quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng trước mắt bây giờ, trong ngày hôm nay chúng ta muốn nói đó là cái sức mạnh của cái việc hưởng ứng thống kê dân số, nó cũng tương đương như là sức mạnh lá phiếu của một người cử tri. Vì chúng ta cần thiết phải đếm. Người Việt của chúng ta từ trước tới nay rất là e dè, rất là gọi là cẩn thận trong cái việc mà trả lời những cái báo cáo thống kê dân số 10 năm. Và đó đã gây thiệt thòi cho cộng đồng của chúng ta. Vì năm 2010 chúng tôi làm trong chương trình thống kê dân số, kết quả là chỉ có 63% người Việt, sau tất cả những cái nỗ lực để họ tìm kiếm sự trả lời của người Việt Nam, thì chỉ có 63% người Việt trả lời. Nhiều người hỏi không lẽ chính phủ Mỹ không biết bao nhiêu người Việt ở nước, bao nhiêu người Việt hay là bao nhiêu dân ở nước Mỹ? Thì chính phủ Mỹ họ biết, nhưng mà vấn đề biết bao nhiêu người ở khu vực nào, ở vùng nào, thì đó mới là cái quan trọng. Bởi vì nó sẽ có lợi ích cho cái cộng đồng của chúng ta tại những cái nơi đó. Và cái việc chia cái những cái địa hạt đây không phải chỉ ở cái tầm mức của các vị dân biểu liên bang, mà còn xuống cấp tiểu bang, nghị sĩ tiểu bang, dân biểu tiểu bang, county supervisor, những vị giám sát viên của các quận hạt, và thậm chí đi xuống thành phố, các địa hạt ở trong thành phố cũng sẽ được phân chia lại. Và nếu họ vẽ ra được những cái lằn ranh giới của các địa hạt mà có nhiều người Việt Nam chúng ta trong một cái địa hạt đó, thì chúng ta có một cái sức mạnh. Thí dụ một cái ở trên vùng Orange County cách nay 10 năm có bà giám sát viên Janet Nguyễn, bà đã vận động để cho cái District 1 của bà là tập trung được nhiều người Việt Nam ở trong đó. Nó rất có lợi cho tới ngày hôm nay cái địa hạt đó cứ do người Việt Nam thắng cử, nghĩa là hết Janet Nguyễn rồi tới Andrew Đỗ thắng dễ dàng trước những đối thủ chính trị của các cộng đồng khác. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng, và chúng ta sẽ có ảnh hưởng nếu mà cái con số dân người Việt Nam chúng ta đông, và những cái người mà đại diện cho cộng đồng, lãnh đạo cộng đồng. Như vậy đồng thời những vị nhà chính trị dân cử Hoa Kỳ khi họ muốn đi vào cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì họ cũng biết được những con số đó, và vì cái quyền lợi của họ, họ sẽ tranh đấu cho người Việt của chúng ta. Đó là một cái sự rất là quan trọng. Theo Anthony thì trong cái lần thống kê dân số năm 2020 này, cái số người Việt Nam của chúng ta tại San Diego sẽ có thể nhìn thấy nó nhiều hơn không? Và nếu mà đang có những cái gì mà nó đã làm vướng mắc người Việt Nam, khó khăn cho người Việt không tham gia, thì theo Anthony đó là những cái điều gì và người Việt chúng ta cần nên hiểu và nên overcome những cái điều đó. Thì Anthony cũng nghĩ là cái doanh số của người Việt Nam cộng đồng của mình thì hy vọng thì cái số đó nó đi lên. Tại vì Anthony cũng biết có rất là nhiều người để mà Oba mà sống trong cái county của San Diego này. Anthony muốn cộng đồng Việt Nam mình biết và hiểu rằng là cái sự quan trọng của cái census này như là thế nào, tại vì nó sẽ giúp được tiền để mà lo về healthcare, medical. Nếu nó biết có nhiều người dân mà không biết nói tiếng Anh á, thì hy vọng sẽ có tiền để mà có người để mà thông dịch mấy cái chương trình đó. Thì Anthony cũng biết là issues housing, transportation, những cái đó là rất là quan trọng trong cộng đồng của mình. Thì hy vọng họ hiểu biết được cái quan trọng của cái census này thì họ sẽ participate. Điều mà chắc chắn chúng ta biết đó là số dân của người Việt ở San Diego này mỗi ngày một tăng, không thể ít hơn. Rồi đây cũng là một cái county, một cái thành phố mà rất nhiều người Việt thích sống, và với những cái người di dân mới từ Việt Nam hay là những gia đình chúng ta có thêm con cháu, thì số người đó chắc chắn phải tăng trưởng. Nếu mà ít nhất trong 10 năm qua con số nó phải lên rất nhiều, nhưng mà có đếm được đúng như vậy không, nó là ăn thua do quý vị phải trả lời. Cho nên trong thời gian sắp tới, ngày 12 tháng 3, Cục Thống kê Dân số sẽ gửi ra đến quý vị những cái postcard thông báo là chương trình Thống kê Dân số đã bắt đầu. Xin quý vị hãy coi theo vào đó. Có mẫu bằng tiếng Việt cho chúng ta để đọc, để hiểu, và chúng ta sẽ theo dõi những cái văn bản, những cái lá thư của Thống kê Dân số gửi tới để chúng ta lựa chọn. Và tôi nghĩ trong những thời gian sắp tới, cũng trên màn ảnh truyền hình này của VNTV, chúng ta sẽ có những cái buổi nói chuyện nói rõ hơn về vấn đề thống kê dân số năm 2020. Và một lần nữa cảm ơn anh Anthony. Anh có thêm điều gì muốn chia sẻ với khán giả? Dạ không, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi gì đó về cái census mà không hiểu đó thì có vui lòng liên lạc cho văn phòng danh biểu liên bang Scott Peters, số phone là 858-455-5550 và có thể nói chuyện với Anthony. Dạ vâng, và chúng tôi làm việc cho bên Cục Thống kê Dân số cũng cảm ơn văn phòng Scott Peters và anh Anthony Nguyễn, là bên văn phòng đã có những cái nỗ lực hợp tác với chương trình Thống kê Dân số và để giúp đỡ cộng đồng chúng ta hiểu về vấn đề thống kê dân số và tham gia một cách tích cực hơn. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý khán giả.